Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tuyển Bóng Đá. Kính thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua thì cô Phương Hạnh, trường tiểu học Trương Dương nói lời vận động phụ huynh tài trợ laptop vì bị mất máy và cô nghĩ rằng đó là chuyện bình thường. Thậm chí vừa qua cô còn đòi là công bằng dành cho mình khi mà nói rằng gần như là mình đã bị oan. Giờ đây thì cũng đã nhận sai. Bởi thưa quý vị và các bạn, là vừa qua trả lời tờ VN Express về việc xin phụ huynh đóng góp tiền mua laptop thì cô Trương Phương Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3, trường tiểu học Trương Dương thừa nhận sai vì vận động tài trợ không đúng và tự giữ tiền quỹ lớp. Cô đã nói như thế này: "Tôi đã sai khi không hiểu thông tư về xã hội hóa. Những ngày qua tôi bị ảnh hưởng về mặt tinh thần, sức khỏe rất nhiều và cũng mong sự việc sẽ sớm được giải quyết." Cũng theo cô Hạnh thì năm nay lớp có tivi để hỗ trợ cho giáo viên dạy. Để kết nối thì cần phải có laptop, thì máy của cô thì bị mất cắp. Cho nên cô đã xin hỗ trợ trong cuộc họp phụ huynh cách đây khoảng 2 tuần. Và cô đã phân tích lý giải về câu chuyện đó như thế này: "Gia cảnh nhà tôi bình thường, thế nhưng nghĩ mà xã hội hóa giáo dục thì nhà trường và phụ huynh cùng đóng góp. Có nhiều thiết bị trong trường cũng được phụ huynh tài trợ, cho nên tôi nghĩ rằng như vậy là cũng bình thường." Và sau khi phụ huynh phản ánh đến nhà trường thì cô được hiệu trưởng giải thích và yêu cầu không được nhận hỗ trợ của phụ huynh. Do đó, cô tạo bình chọn ở trong nhóm lớp có những cậu phụ huynh có 3 người không đồng ý và cô nói rằng vì có 3 người không đồng ý, cô cảm thấy rất may mắn cho nên đã từ chối nhận. Ngoài ra, thì cô Hạnh cho hay ở bậc tiểu học không có đề cương mà giáo viên chỉ dặn dò các nội dung ôn tập khi kiểm tra. Khi đó, việc cô nói rằng không soạn đề cương cho học sinh khi không nhận tiền mua laptop không phải là vì cô giận dỗi. Sau sự việc thì cô đã xin lỗi phụ huynh và mong họ yên tâm vì cô vẫn giảng dạy và yêu thương học sinh một cách bình thường. Tuy nhiên, sau đó thì vẫn có rất nhiều các phụ huynh xin được chuyển lớp. Và kính thưa quý vị, trong câu chuyện vừa qua thì cô giáo này cũng đã nói rất nhiều, cũng đã nói những lời xin lỗi rồi, dường như là cũng đã nhận sai về mình rồi. Thế nhưng có một câu nói mà có lẽ rằng nó lại càng khiến cho giọt nước thêm tràn ly và càng khiến cho người hâm mộ cả nước đang cảm thấy vô cùng phẫn nộ, cùng cực. Khi mà cô có nói rằng là chỉ có phụ huynh nào có ăn có học thì mới thích tôi thôi. Thế thì ở cái câu chuyện này vừa qua thì chúng tôi đọc được rất nhiều các cái bình luận ở phía dưới. Có bạn nói rằng là bây giờ tôi học đại học ra trường rồi. Rồi nhiều bạn nói rằng tôi hiện nay đang là thậm chí là cũng là giảng viên. Thậm chí tôi cũng là kỹ sư, thậm chí tôi còn là bác sĩ cơ. Thế thì có lẽ rằng tôi là người không ăn học. Vì lý do là bởi là hiện nay thì với những cái hành động vừa qua, những câu chuyện vừa qua thì đa số cư dân mạng cũng đang cảm thấy rất bức xúc. Và tất nhiên thì nói rằng thích cô giáo, yêu thương cô giáo thì chắc là ít lắm. Tôi nghĩ rằng là 10 người thì không có đến một người nói rằng là yêu thích cô giáo sau câu chuyện vừa qua đâu. Vậy thì nhiều người nói rằng có khi cô ấy nói mình là người không có ăn có học, mình là người thất học cho nên là mới không thích cô. Bởi cô khẳng định rằng là chỉ có phụ huynh nào có ăn có học thì mới thích tôi thôi. Tất nhiên vừa qua thì câu chuyện đó cô giáo có vẻ cũng đang muốn nói đến là các vị phụ huynh ở trong lớp chứ không hẳn là nói đến tất cả mọi người. Thế nhưng mà cái câu phát biểu đó rõ ràng là với một cô giáo thì tôi nghĩ rằng là cũng không nên nói ra. Không phải là không nên mà thực sự là không được nói ra. Bởi nói những câu như vậy thì quan điểm của chúng tôi thì có khi cô giáo cũng đang nói về chính mình, nói về ít học. Thực ra nói những câu như vậy thì chúng ta biết rồi, cái xã hội bây giờ ấy, trong một cái tập thể lớp, tôi khẳng định lại một điều rằng có những phụ huynh, vị phụ huynh học sinh, thậm chí họ có chuyên môn, thậm chí họ có kiến thức cũng chẳng thua kém gì so với cô giáo đâu. Chỉ có điều là họ học ở những ngành khác, họ làm ở những lĩnh vực khác thôi. Chứ còn nếu như họ mà là một giáo viên thì thậm chí họ còn giỏi hơn cô rất là nhiều. Tôi nghĩ như vậy. Và thực tế ngay cả những học sinh khi được đào tạo ra là những học sinh của các thầy các cô thì cũng có nhiều em học sinh họ xuất sắc lắm chứ, đúng không ạ? Rất nhiều người giỏi. Thế nên vừa qua thì với rất nhiều lời xin lỗi, rất nhiều những lời giải thích, thế nhưng mà cô giáo thì lại chốt vào một cái câu rằng là phụ huynh nào có ăn có học thì mới thích tôi. Thì đây thực sự là một câu phát biểu rất là sai lầm. Nói về cô Hạnh thì đây là một phụ huynh đã có khoảng gần 30 năm kinh nghiệm. Vừa qua thì đã bị trường tiểu học Trương Dương đình chỉ giảng dạy vào hôm ngày 28 tháng 9 vừa qua. Cụ thể theo vị phụ huynh thì cô chủ động xin tài trợ mua laptop với kinh phí là khoảng 5 đến 6 triệu đồng. Một phụ huynh đóng góp khoảng từ 200 đến 500 nghìn đồng. Sau đó thì cô báo là mua laptop 11 triệu, tự bù 5 triệu và cô nói rằng laptop này sẽ là của cô nhé. Thì đã khiến cho các vị phụ huynh khá là bức xúc.
Vừa qua thì đã có 24 trên tổng số 38 học sinh của lớp này đã không đi học. Và bà Nguyễn Thị Thanh Ngân, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, nói lý do là các phụ huynh vẫn chưa nhận được thông tin chính thức nào từ phía nhà trường về việc là tạm dừng đứng lớp của cô Hạnh và phương án bố trí giáo viên dạy thay. Bà Ngân có nhận định như thế này: phụ huynh đang rất lo lắng, hoang mang và chưa dám cho con đi học trở lại. Nếu có giáo viên dạy thay thì đó là ai, trong bao nhiêu lâu? Sau đó thì ông Lê Minh Công Minh, hiệu trưởng, có cho hay là hôm nay thì mới ra quyết định chính thức. Thời gian thì sẽ tùy thuộc vào quá trình xử lý vụ việc, và ông khẳng định rằng là sẽ xử lý nghiêm, không có chuyện là bao che. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nhà trường, giáo viên sẽ không được phép vận động tài trợ để trả thù lao hoặc các khoản khác liên quan trực tiếp đến giáo viên hay là nhân viên. Kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ do ban quản lý sử dụng phục vụ cho hoạt động trực tiếp của phụ huynh mà thôi. Và kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì một thông tin mà nhiều người cũng đang cảm thấy rất là hài lòng. Buổi sáng ngày hôm nay thì hiệu phó của trường tiểu học Trương Dương đã là người dạy trực tiếp lớp 4/3 sau khi mà quá nửa học sinh của lớp này nghỉ học vì chuyện cô giáo chủ nhiệm xin phụ huynh tài trợ laptop. Cụ thể hiện nay thì ông Võ Cao Long, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận 1, sáng ngày 1 tháng 10 có cho biết thông tin này. Cụ thể thì 36 trong tổng số 38 học sinh lớp 4/3 đã đi học trở lại, còn hai em vắng mặt là lý do bị ốm. Phòng giáo dục và đào tạo nhà trường cử cô Đinh Thị Kim Thoa, phó hiệu trưởng phụ trách việc giảng dạy của lớp này. Cô Thoa là một giáo viên dạy giỏi rất nhiều năm, và chiều qua thì cô đã chủ động tương tác với các phụ huynh của trong lớp. Bà Nguyễn Thị Thanh Ngân, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 4/3, nói khi biết thông tin này thì tất cả các phụ huynh đã đồng thuận và cuối cùng thì cũng đã cho con em của mình đi học trở lại. Và sáng ngày hôm nay, ngày 1 tháng 10, thì cô Thoa cho hay là đã tổ chức một số những cái hoạt động để cho học sinh của lớp có thể chia sẻ rồi sau đó thì làm quen với mình. Sau khi trao đổi thì các phụ huynh đều mong là cái việc học của các con sẽ sớm trở lại một cách bình thường nhất và không còn ai muốn để mà chuyển lớp cả. Và một thông tin nữa, kính thưa quý vị, đó là theo ông Long, một đại diện của phòng giáo dục, ban giám hiệu, công đoàn trường đã đến nhà để động viên cô Hạnh vào buổi tối ngày hôm qua. Và ông ấy có nói như thế này: ai cũng vậy thôi, đôi lúc trong công việc, cuộc sống thì có nhiều yếu tố chi phối, đưa ra những quyết định nóng vội. Do đó là tổ công tác phải tìm hiểu thông tin, tư tưởng, tình cảm của cô là như thế nào. Trường phòng giáo dục khẳng định là sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật nếu có và sẽ không có cái dấu hiệu là bao che. Sau vụ việc này thì quận 1 đã giao cho phòng giáo dục và các đơn vị liên quan tham mưu việc kiểm tra thu chi đầu năm học của các trường ở trên địa bàn. Và theo quy định của Bộ Giáo dục như chúng tôi đã chia sẻ thì tất cả những cái số tiền ở bên ngoài thì giáo viên sẽ không phép được thu. Kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh thì sẽ do ban quản lý sử dụng và chỉ chi phí cho các hoạt động trực tiếp của phụ huynh và học sinh mà thôi. Thực tế thì qua câu chuyện này thì chúng tôi cũng cảm thấy khá là buồn, bởi thực tế ra là đây là câu chuyện không mới, mà những cái thông tin đó thì nhà trường cũng đã phổ biến khá là nhiều rồi. Nhưng mà cô giáo thì lại mắc phải một cái câu chuyện mà không nên có ở trong thời điểm bây giờ. Thực sự là như vậy, thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ thì tất nhiên cô giáo thì cũng đã xin lỗi rồi. Bên phía nhà trường thì cũng đã có những quyết định rất là tuyệt vời khi mà cử một người có kinh nghiệm lâu năm, ví dụ như là cô hiệu phó, để đứng lớp. Và sau đó thì các phụ huynh của lớp cũng đã đồng lòng, cũng đã hài lòng, vui vẻ để cho các con em của mình tiếp tục đến lớp để học tập. Điều này thì cũng là điều nên thôi, chứ còn việc mà bây giờ mà các phụ huynh lại cho các con nghỉ, không cho đi học thì đó cũng là một trong những cái sự thiệt thòi dành cho các em học sinh thôi. Còn hiện nay đúng như bên phía trưởng phòng giáo dục và đào tạo của quận này có chia sẻ thì tôi nghĩ rằng là cũng nên phải đưa ra những cái hình thức xử lý một cách kịp thời và một cách chính xác nhất. Cô giáo sai đến đâu thì phải xử cô giáo đến đó, rồi bất cứ một cái nhà trường nào hiện nay có những sai phạm như thế nào thì cũng nên có những sự xử lý. Bởi trong thời gian vừa qua thì uy tín của ngành giáo dục cũng đã bị ảnh hưởng bởi một số những thành phần đây thì chúng tôi không nói rõ, có thể là người nọ người kia, thì thông tin đó thì mọi người cũng đều nắm được rất là rõ rồi, đúng không ạ? Cho nên tôi cũng rất mong rằng là làm sao tất cả mọi thứ nó sẽ quay trở lại đối với đúng quỹ đạo của nó, và với giáo viên vẫn sẽ là một trong những ngành nghề được tôn trọng, là một trong những ngành nghề cao quý và cũng được mọi người yêu mến yêu thương để gửi gắm con em của mình tại đó, đúng không ạ? Còn quý vị và các bạn có suy nghĩ như thế nào thì hãy để lại cho chúng tôi một nút like cũng như một bình luận chia sẻ của
quý vị và các bạn trong cái phần video ngày hôm nay nhé. Xin được cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những phần thông tin tiếp theo.